Tên các loại bánh ba miền. Bánh chưng. Bánh tét. Bánh chưng gù. Bánh dày kẹp giò. Bánh giò. Bánh tiêu. Bánh tai heo. Bánh da lợn. Bánh đúc. Bánh bột lọc. Bánh tẻ. Bánh tổ. Bánh bèo. Bánh gai. Bánh ít trần. Bánh cuốn. Bánh xèo. Bạn thấy loại bánh nào ngon nhất? Hãy để lại bình luận nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hãy nhấn đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.